Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ tư ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 29 tháng 10, đoàn công tác Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra việc xây dựng nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Bảo Yên. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về hỗ trợ hộ dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai, Công an tỉnh Lào Cai tập trung rà soát, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và đã xây dựng được 42 căn nhà tặng cho hộ dân tại các huyện Bát Sát, Simacai, Bảo Yên, Bắc Hà, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai. Mức hỗ trợ xây dựng là 127 triệu đồng, một nhà, một hộ. Tổng kinh phí thực hiện trên 5,3 tỷ đồng. Kiểm tra thực tế tại Bảo Yên, đoàn công tác Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra soát số hộ cần hỗ trợ, kịp thời tham mưu báo cáo Bộ Công an để có kế hoạch triển khai. Với mục tiêu hỗ trợ nhanh nhất, phấn đấu vượt kế hoạch giao, sớm bàn giao nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Ngày 29 tháng 10, đồn biên phòng Bát Sát, bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024. Với chủ đề nâng cao ý thức, thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị địa bàn an toàn, chương trình được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bát Sát tổ chức tại các xã Quang Kim, Bản Qua, Bản Vược với nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm sách pháp luật, tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam, luật đất đai năm 2024. Các nội dung tuyên truyền được sân khấu hóa, trò chơi tìm hiểu pháp luật, trả lời câu hỏi pháp luật có thưởng đã thu hút đông đảo cán bộ, thành viên các tổ hòa giải cơ sở và nhân dân tham gia. Qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật cho nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới bình yên. Ngày 29 tháng 10, Hội Cựu chiến binh thành phố Lào Cai tổ chức khánh thành 3 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hợp Thành. Ba gia đình hội viên cựu chiến binh được trao tặng nhà đợt này là ông La Ngọc Dung, thôn Tượng 3, ông Hoàng Trọng Long, thôn Cáng 1 và ông Nông Văn Xá, thôn Tượng 2, xã Hợp Thành. Đây là các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có kinh phí sửa chữa. Từ nguồn vận động tại cơ sở, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ 110 triệu đồng cho 3 gia đình xây dựng nhà ở kiên cố. Mỗi căn nhà có diện tích từ 80 đến 100 mét vuông, giúp các hộ ổn định cuộc sống, thêm gắn bó với tổ chức hội. Thưa quý vị, sau hoàn lưu bão số 3, xã Liên Minh thị xã Sapa chịu nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản, hoa màu và cơ sở hạ tầng. Trong đó, thôn Nậm Than có nguy cơ sạt lở cao với 28 hộ phải di chuyển gấp. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng thị xã Sapa quyết tâm hoàn thành khu tái định cư cho 28 hộ dân vào cuối tháng 11 tới đây. Gia đình ông Sùng A Tố đang khẩn trương thu hoạch gỗ tạp, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công mặt bằng khu tái định cư Nậm Than. Sau khi được chính quyền vận động, gia đình đồng thuận nhượng lại khu đất ruộng hơn 1 hectare này để 28 hộ dân cùng thôn có nơi ở mới an toàn. Không có ruộng nhiều, chỉ đây tôi muốn để làm ăn. Nhưng mà bởi vì là anh em nhân dân là người ta không có chỗ, cho nên là mình phải tạo điều kiện. Cán bộ là cán bộ nhà mình hay là dân nhà mình, cho nên mình phải thương lượng, phải tạo điều kiện thôi. Đây là khu đất mới để gia đình ông Sùng A Quả cất nhà trong thời gian tới. Tự tay bốc thăm vị trí nền nhà, ông Quả rất vui vì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, gia đình sẽ được an cư. Cũng rất là mừng, tôi rất thích chỗ này. Cả nhà ai cũng phấn khởi. Hôm nay mình ra đi xem đến bao giờ mình có thể xây nhà được. Sau hoàn lưu bão số 3, tại thôn Nậm Than xuất hiện nhiều vết nứt dài gần 30 mét, ảnh hưởng tới 28 hộ, 135 nhân khẩu phải di chuyển. Các hộ được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở từ nguồn ngân sách nhà nước với mức 80 triệu đồng trên một hộ. Cùng với nguồn ủng hộ thêm từ công an tỉnh, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, ngay sau lễ khởi công, các bước thi công khu tái định cư được khẩn trương tiến hành. Hiện đã hoàn thành hơn 50% đường vào khu tái định cư. 28 hộ dân người ta đã rất chủ động và đồng tình ủng hộ. Thứ nhất là người ta đến dự cái lễ bốc thăm cho các hộ dân. Sau khi xử lý móng, có cái cốt móng và cái mặt bằng xong cái cốt móng thì người dân trực tiếp để xử lý các móng và vận chuyển vật liệu để tham gia cùng với xây dựng cái 28 nhà này. Sapa rà soát vị trí cho phù hợp với quy hoạch,
thực hiện san gạt mặt bằng, tạo ra được hệ thống đường giao thông tiếp cận với lại khu vực sắp xếp dân cư, các mặt bằng để sắp xếp dân cư, rồi là đảm bảo được là hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước hoàn chỉnh để đảm bảo cho người dân khi mà đến cái khu vực sắp xếp là đảm bảo được điều kiện ở tốt nhất. Hiện các địa phương của Sapa cũng đang đồng loạt ra quân phong trào thi đua 75 ngày đêm thực hiện xóa nhà tạm, nhà rột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng bão số 3. Cuối năm nay sẽ có hàng trăm ngôi nhà mới được xây dựng, đồng nghĩa với hàng trăm hộ dân sẽ được sinh sống trong những mái ấm an toàn hơn, yên tâm để tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Ngày 29 tháng 10, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Bảo Thắng tổ chức chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024. Giai đoạn 2020-2024, huyện Bảo Thắng đã tổ chức được 6 chiến dịch hiến máu tình nguyện với hàng nghìn tình nguyện viên đăng ký tham gia và đã có gần 2.300 đơn vị máu được hiến. Cùng với đó, các tình nguyện viên còn sẵn sàng tham gia hiến máu đột xuất, phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân khi các bệnh viện có nhu cầu. Trong đó có những tình nguyện viên đã có hàng chục lần tham gia hiến máu, nhiều gia đình hiến máu. Đây là những tấm gương lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Bảo Thắng đã tôn vinh 44 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc tham gia phong trào hiến máu tình nguyện giai đoạn 2020-2024. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao vừa ra thông báo về thời gian, địa điểm và giá bán vé giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024 giai đoạn 2 và vòng chung kết xếp hạng. Theo đó, thời gian mở bán vé bắt đầu từ 14 giờ ngày 1 tháng 11 cho đến khi hết vé phát hành. Mỗi vé được tính là một buổi xem và chỉ có giá trị trong một lần vào cửa. Giá vé các trận vòng bảng là 150.000 đồng một ngày một vé. Đối với ngày thi đấu các trận vòng trong và xếp hạng, chung kết là 200.000 đồng một ngày một vé. 6 cửa bán vé được đặt tại sảnh trước nhà thi đấu Đa năng tỉnh Lào Cai, đại lộ Trần Hưng Đạo. Mỗi cá nhân mua không quá 4 vé một ngày, có thể mua tối đa 4 bộ vé cho toàn giải. Người mua vé có thể thanh toán tiền mặt hoặc qua mã QR code ngay tại quầy bán vé. Dự kiến ban tổ chức sẽ bán ra khoảng 2.000 vé một ngày. Thưa quý vị, hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã thuộc nhóm quý hiếm là hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian gần đây, tình trạng này vẫn diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Điều đáng tiếc là nhiều người vì thiếu hiểu biết đã vô tình phạm tội khi thực hiện hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã. Tháng 9 năm 2024, đối tượng Hoàng Văn Hùng ở xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên bị khởi tố vì nuôi nhốt cá thể cu ly, một loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Trước đó, ngày 17 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Bảo Thắng đã mở phiên xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Triệu A Phấy, trú tại thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, với tội danh vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm theo điểm A khoản 1, điều 244 Bộ luật hình sự. Bị cáo Triệu A Phấy được hưởng án treo 18 tháng. Đấy, tôi là đi chặt quế, thấy con cu ly rơi xuống thì đây là bắt về, mang đi bán thì đến Phong Niên, công an Bảo Thắng lại thu đi, không biết được vào sách đỏ. Người dân ở đây, người địa phương người ta gọi là con khỉ gió. Thì sôi sống cái đất này, năm nay ngoài 50 tuổi tôi chưa từng thấy là ai phải tuyên truyền cái con này là con quý hiếm cả. Đấy, nó khó khăn như vậy. Tình trạng săn bắt động vật hoang dã quý hiếm tác động tiêu cực đến sự cân bằng hệ sinh thái, làm suy giảm đa dạng sinh học, vi phạm quy định về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việc thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ động vật hoang dã đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và xã hội. Nhiều cái thì chưa tuyên truyền thì dân chưa hiểu về cái động vật đấy là quý hiếm ở danh sách đỏ. Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, từ năm 2022 đến nay, Lào Cai ghi nhận 10 vụ vi phạm liên quan đến động vật rừng và các hành vi chủ yếu là vận chuyển, tàng trữ và buôn bán trái phép. Có 62 cá thể động vật bị ảnh hưởng, bao gồm các loài chim hoang dã, cầy vòi mốc, cu ly nhỏ và khỉ mặt đỏ. Xử phạt hành chính 8 vụ với tổng số tiền 62 triệu đồng. Trước hết là từ cái nhận thức của bà con, của người dân là cũng nhiều người còn chủ quan, cũng chưa nắm bắt được các cái quy định của pháp luật. Vì vậy nên là cái công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc sống ở trong rừng gần rừng thì cần được quan tâm hơn.
Theo Điều 244 Bộ Luật Hình sự 2017, quy định về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái vì sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Chuyển sang các tin tức thời sự trong nước, Công an thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức lễ ra mắt Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ. Tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ gồm 45 chiến sĩ chia thành hai tổ trên cạn và dưới nước, trực thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những chiến sĩ được chọn ra từ các đơn vị cảnh sát trên địa bàn, là lực lượng chiến đấu mũi nhọn, được đào tạo bài bản, kỹ năng chuyên môn cao, có chức năng giải quyết các vụ cháy nổ, sự cố tai nạn có tính chất phức tạp đặc thù. Lực lượng này sẵn sàng chi viện và tham gia các nhiệm vụ chữa cháy cứu nạn tại các địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế khi có yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư 119 tỷ đồng để trang bị máy móc hiện đại, robot chữa cháy, hút khói, xử lý môi trường, hóa chất, hỗ trợ tổ cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ. Hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 6 và mưa lũ gây ra, Quảng Bình là địa phương bị ngập úng trên diện rộng. Trong đó, huyện Lệ Thủy là địa phương bị ngập lụt nặng nhất với gần 20.000 nhà dân chìm sâu trong lũ. Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương, những ngày qua, lực lượng công an các địa phương đã triển khai lực lượng kịp thời sơ tán người và tài sản của người dân lên vùng an toàn, cùng nhân dân chống lũ, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, tài sản, sơ tán người đến nơi an toàn. Đến chiều ngày 29 tháng 10, mưa đã giảm. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Bình vẫn còn trên 32.000 nhà dân bị ngập, trong đó huyện Lệ Thủy vẫn còn trên 20.000 ngôi nhà bị ngập sâu. Với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng công an Quảng Bình cùng với chính quyền đã và đang triển khai các phương án phòng chống mưa lũ. Lực lượng ứng trực 100% quân số, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy mạnh thi công 28 dự án thành phần với chiều dài 1.172 km, góp phần hoàn thành đồng bộ 3.000 km đường cao tốc vào cuối năm 2025. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 4 năm sau, sẽ có 6 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đưa vào khai thác, hình thành trục cao tốc trải dài từ Lạng Sơn đến Đà Nẵng. Đến cuối năm 2025 sẽ thông toàn bộ tuyến cao tốc từ Bắc đến Nam, mở ra kỷ nguyên đột phá về hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 29 tháng 10, truyền thông Nhật Bản đưa tin, Chủ tịch Thượng viện nước này Hidehisa Ochuji đã thông báo với Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền về quyết định từ chức vì lý do sức khỏe. Theo nguồn tin, ông Ochuji, 84 tuổi, sẽ vẫn là thành viên Quốc hội Nhật Bản cho đến hết nhiệm kỳ vào mùa hè năm 2025. Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ sớm quyết định người kế nhiệm ông tại phiên họp bất thường của Quốc hội hôm 11 tháng 11 tới. Ông Ochuji đang trong nhiệm kỳ thứ 6, lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện năm 1989 và đại diện cho một khu vực bầu cử ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản kể từ năm 2013. Hồi tháng 7, ông cho biết sẽ không tham gia cuộc bầu cử Thượng viện vào mùa hè năm 2025 và sẽ nghỉ hưu. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối lệnh cấm cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, đồng thời cảnh báo lệnh cấm trên sẽ gây ra những hậu quả tai hại. Cụ thể, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc khẳng định lệnh cấm sẽ gây hậu quả nguy hiểm với công việc cứu trợ Liên Hợp Quốc tại bờ Tây, Dải Gaza và Jerusalem. Đây cũng là cơ quan gần như duy nhất đang thực hiện công tác cứu trợ nhân đạo ở Gaza. Kể từ khi xung đột bùng phát tại đây, đã có ít nhất 223 nhân viên cơ quan này thiệt mạng. Trong khi đó, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng cho rằng lệnh cấm của Israel có thể dẫn tới cái chết của nhiều trẻ em hơn và sẽ là một hình thức trừng phạt tập thể với người dân Gaza khi hệ thống nhân đạo sụp đổ. Pháp và Maroc đã ký các hợp đồng và thỏa thuận đầu tư có tổng giá trị lên tới 10 tỷ euro, tương đương 10,8 tỷ đô la Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Maroc.
Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Pháp và Quốc vương Maroc, hai bên đã ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục và an ninh quốc gia. Trong đó, thỏa thuận Alstom sẽ cung cấp 18 đoàn tàu cao tốc cho Maroc. Trong khi công ty năng lượng Engie đã ký thỏa thuận về năng lượng tái tạo với khoản đầu tư tới 3,5 tỷ euro. Theo đánh giá của phía Pháp, Maroc hiện có tiềm năng trở thành trung tâm giữa châu Âu và châu Phi, không chỉ về mặt chiến lược mà còn về mặt cơ sở hạ tầng, đặc biệt là về lĩnh vực năng lượng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.